trắng. Đây, của em đây. Thịt. Cá. Kìa. Đây. Rau. Đây, chưa? Lan Nhi, tí nữa ăn xong cô sẽ gọi bố em đến đón em về nhá. Em đã mang mặt hành răng, quần áo để trong ba lô rồi. Cô cho em ngủ ở đây nhé. Tức là từ sáng em đã có ý định sẽ không về nhà. Vâng ạ. Nếu như mà cô không đồng ý thì em sẽ đi đâu? Thì em sẽ cố bất cố bơ vậy. Để em nấu canh cho chị ăn nhá. Ừ. Nếu mà như thế thì chị cứ đến nhà em chơi đi. Ừ, thống nhất thế nhá. Ơ kìa. Chị Lan Nhi à, chị Lan Nhi. Ơi. Sáng nay tao màu gì ạ? Tao màu hồng đi, xong cho thêm ít màu cam ấy cho xinh. Vâng. Để chị tôi màu cam cho. Thu hoa nhá. Ừ. Em cho quần ong đi. Em cho quần ong nữa. Ong này đẹp mà. Bộ màu cam. Con tự tô màu đi, để chị Lan Nhi còn làm bài tập nữa. Vâng ạ. Thôi không sao đâu ạ, em vừa làm bài tập vừa dạy cam tô màu được ạ. Này. Lan Nhi. Dạ. Em tính lại chỗ này đi. Hình như em nhầm, em làm lại ạ. Em làm lại hết chỗ bài tập này, tí cô kiểm tra nhá. Em cao ngủ rồi à cô? Ừ. Thế để em vào đánh răng rửa mặt ạ. Lan Nhi. Dạ. Bố em sắp đến đón rồi. Cô đừng tin bố em. Bố sẽ đi tiếp khách, đi uống rượu, đi đủ thứ việc. Chẳng nhớ đâu. Thôi để em vào đánh răng đây ạ. Hôm nay con bé đã bỏ quần áo, bàn chải vào ba lô và có ý định sẽ không về nhà. Tôi không biết là từ phía gia đình có chuyện gì. Mẹ của Lan Nhi vừa về Việt Nam. Nói thật với cô giáo là Lan Nhi nó không thích mẹ nó lắm. Con bé cũng còn nói với tôi điều đó. Con bé còn hỏi tôi rằng liệu có khác thường khi mà con bé không thích ở gần mẹ và cũng không yêu thương mẹ. Điều đó chứng tỏ nó rất là tin tưởng cô. Tôi cũng muốn biết cô trả lời con bé như thế nào vậy. Tôi nợ Lan Nhi một câu trả lời, vì tôi không thể giải đáp những thắc mắc mà tôi không nắm rõ. Tôi có thể biết lý do vì sao mà Lan Nhi không thích ở gần mẹ không? Lan Nhi, nó là một đứa bé nhạy cảm. Nó biết ai là người yêu thương nó. Nói thẳng ra là mẹ của Lan Nhi chưa bao giờ cho nó cảm giác là nó được yêu thương thật lòng. Cô ấy là một người mẹ hơi vô trách nhiệm.
Cô ấy nghĩ rằng việc sinh Lan Nhi ra làm cô ấy xấu đi, mất dáng. Cô ấy thường xuyên bỏ quên con bé, khiến con bé khóc khản cổ giữa siêu thị, đợi đến tối mịt ở trường và bị bỏ đói. Đó chính là nguyên nhân mà Lan Nhi rất sợ sống với mẹ. Tôi xin lỗi cô giáo nhiều lắm. Tôi cũng rất ngại khi mà nói những điều không hay về mà người đã từng đầu ấp tay gối với tôi. Khi chúng tôi ly hôn, mẹ Lan Nhi nhất quyết giành quyền nuôi con gái. Cô cho rằng con bé là còn nhỏ, là con gái nên sống với mẹ. Nhưng tôi biết mục đích của cô là gì. Cô muốn khoản trợ cấp từ tôi. Điều đó với tôi đồng ý. Giờ cô ấy đi nước ngoài, có bạn trai mới, thì lại bỏ con bé. Bây giờ cô ấy về Việt Nam. Chính điều này làm cho Lan Nhi có cảm giác phải sợ sống với mẹ nó một lần nữa. Đây là câu chuyện của gia đình tôi. Anh có thể chia sẻ với Lan Nhi để con bé biết được rằng anh sẽ không để cho những chuyện trong quá khứ tái diễn nữa. Thú thực là tôi cũng khá bối rối. Tôi không nghĩ trường hợp của Lan Nhi lại đặc biệt như vậy. Được rồi, tôi cũng đã nắm qua được sơ bộ. Lan Nhi đang ở trong độ tuổi trưởng thành, anh càng nên quan tâm tới con bé, để tránh trường hợp con bé có tư tưởng bỏ nhà ra đi hay là gì đó. Tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn cô giáo. Tôi cũng mong là cô dành chút thời gian quan tâm đến Lan Nhi hộ tôi, bởi vì nó đang tin tưởng và gần gũi với cô. Đây là điều mà lần đầu tiên tôi thấy nó dành cho một cô giáo như thế này. Lan Nhi, con tính bỏ nhà đi bụi hả? Con nghe bố mẹ nói chuyện rồi. Mẹ muốn quay lại với bố, muốn từ nay chăm sóc con, đưa con đi học. Bố ném đứa con đi, bố mừng lắm chứ gì. Nói cái gì vậy hả? Con lớn rồi nha Lan Nhi. Mà chẳng may á, mẹ con lỡ quên con, thì con cũng tự biết chăm sóc mình mà. Chẳng phải con cũng tự trèo kéo đến tận nhà cô giáo hay sao? Sao lúc có chuyện á, không biết gọi cho bố hả? Nè, bố nói nha, xem lại thái độ của con đi. Con làm vậy không sợ mẹ bị tổn thương hả? Thì con chỉ tỏ ra thái độ là con không muốn bố mẹ quay lại với nhau thôi. Chắc trên đời này chỉ có một mình con như thế. Thì tại vì con không muốn ở với mẹ. Mẹ mà quay về nhà là con đi. Lan Nhi, bố mẹ ly hôn rồi, mẹ ở chỗ khác. Con đừng có lấy lý do lý cháu rồi gây sự nghe chưa. À, bố ơi, có tin này hot cực. Làm sao? Cô giáo Nguyệt vừa mới ly hôn đấy. Thì làm sao? Chẳng sao cả. Nhưng mà cô muốn nói bố cái này này. Nếu như mà bây giờ ấy, bố thích cô giáo của con thì cũng sẽ không vi phạm pháp luật đâu. Nói cái gì vậy hả? So với mẹ con thì cô Nguyệt tốt hơn nhiều. Con thích cô Nguyệt, bố cũng thế còn gì. Nè Lan Nhi, bố nói cho con biết, bố là bố mến cô Nguyệt bởi vì cô quan tâm và lo lắng cho con. Thế thôi, không có gì hết. Bố bớt lên lẹo đi. Cái con nhỏ này, bố yêu cầu con nha, ăn nói nghiêm túc giùm bố một cái, được chưa?